Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tam thất là một loại thuốc quý nhưng mà lại có vị đắng và rất là khó uống. Bên cạnh đó thì tam thất nam hay tam thất bắc có những công dụng khác nhau và giá tiền cũng rất khác nhau. Vậy thì tìm hiểu về cái cách để sử dụng loại thuốc này như thế nào cho nó hợp lý chính là chủ đề mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với quý vị và các bạn. Và xin được giới thiệu chuyên gia của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Hòa Bình, là trưởng bộ môn dược cổ truyền Đại học Dược Hà Nội. Xin kính chào Phó giáo sư. Thưa Phó giáo sư ạ, tam thất thì có những ích lợi gì ạ? Nhất nói chứ tam thất là một cái từ mà hiện nay người ta sử dụng rất nhiều và dân đã rất quen rồi. Tam thất là vị thuốc rất quý, được sử dụng từ lâu đời rồi. Và quý như thế nhưng mà hiện nay dân ta có điều kiện và sử dụng cũng rất nhiều. Và tam thất thì chúng tôi phải chia rất nhiều loại, bởi vì thứ nhất là tam thất bắc. Tam thất bắc là một cây mà họ hàng rất gần với cây nhân sâm. Cây nhân sâm là một cây ta biết rất là quý và nó họ hàng gần. Trên tác dụng của nó có hai tác dụng chính và được sử dụng. Thứ nhất là tác dụng về mặt đông y, người ta gọi là một cái thuốc cầm máu. Khi bị chảy máu và gây cống ứ huyết nào đó và gây phá vỡ các mạch máu chỗ khác thì lúc đó ta dùng tam thất để cầm máu, gọi là khứ ứ chỉ huyết. Tác dụng thứ hai là họ hàng gần nhân sâm, cho nên có thuốc bổ theo kiểu nhân sâm. Đặc biệt tam thất được dùng làm vị thuốc rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Người ta gọi trong cái văn cổ được nói là nó tác dụng là tẩy huyết cũ sinh huyết mới ở phụ nữ sau sinh, thì tác dụng ấy là rất cần thiết, rất là tuyệt vời cho phụ nữ sau sinh đẻ. Vâng ạ. Thưa Phó giáo sư, bạn Hoàng Trang ở Thụy Khuê, Hà Nội thì có hỏi là tam thất có thể sử dụng thường xuyên hàng ngày hay không ạ? Tam thất nó có vị đắng, ngọt và tính hơi ôn. Trên là tam thất ở những người mà bình thường hoặc những người mà chúng ta hiện nay thấy là sử dụng để chữa khô. Nếu cơ địa người ta là cơ địa hoàn toàn bình thường, không quá nóng, không quá lạnh thì điều đó có thể dùng thường xuyên được. Còn ở những người quá nóng thì nó sẽ có một cái tác dụng bất lợi một chút, tức là nếu uống một thời gian dài sẽ có thể gây ra một cái phản ứng mất cảm, tức là có thể gây ngứa, có thể gây mụn nhỏ một chút hoặc là dị ứng một chút nhỏ. Thì cho nên là ta dùng tùy thuộc cơ địa để ta dùng. Vâng ạ. Thưa Phó giáo sư, khi mà sử dụng tam thất thì có những cái lưu ý gì đặc biệt không? Thế giới này công bố rằng không được dùng trong một số trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là đối với thai phụ. Trường hợp thứ hai là những người khi đang chảy máu không nên dùng. Tầm thứ ba là đối với trẻ em thì dùng rất thận trọng. Thứ tư là khi đang tiêu chảy cũng không nên dùng, bởi vì tam thất giống nhân sâm. Nhân sâm đã có một câu là phúc thống phục nhân sâm tắc tử. Tức là khi đang đau bụng tiêu chảy thì uống nhân sâm sẽ gây ra một cái tử vong. Thì tam thất cũng không nên dùng khi đang tiêu chảy. Để sử dụng tam thất một cách khoa học, đem lại hiệu quả trong chữa bệnh, cần chú ý cách lựa chọn và sơ chế trước khi dùng. Lựa chọn củ tam thất hình con quay, không phân nhánh, đầu củ sần sùi, thành nhiều mấu, có nhiều vết nhăn dọc, vỏ ngoài cứng màu xám hoặc xám đen dạng sống, sau chuyển màu đen dạng sơ chế, ruột đặc màu xám, chắc nặng, vị ngọt nhạt, hơi đắng, mùi thơm nhẹ. Sơ chế, để đảm bảo hiệu quả cao trong chữa bệnh, trước hết phải rửa thật nhanh củ tam thất bằng nước đun sôi để nguội vài lần, không cho nước kịp ngấm vào ruột, phơi nắng hoặc sấy ở nhiệt độ 50 đến 60 độ C, tuyệt đối không rang tam thất trực tiếp trên chảo hoặc tẩm dược liệu với mỡ gà rồi phơi sấy khô. Khi dùng mới thái lát hoặc tán bột, dùng đến đâu làm đến đó. Bà Phùng Thị Thúy ở Thanh Hóa thì có hỏi là tam thất có nhiều công dụng tốt nhưng mà lại đắng và khó uống. Vậy thì nên chế biến như thế nào để dễ uống và dễ hấp thu ạ? Tam thất nó giống nhân sâm, tôi xin nhắc lại điều đó. Tức là về mặt đông y và để cho dễ nhớ thì ta có một câu dân gian, một câu truyền miệng rất là hay. Tiền cam, hậu khổ, hậu cam cam. Đấy là vị đặc trưng. Tiền cam là bắt đầu ta nếm vào thì thấy ngọt. Hậu khổ là bắt đầu thấy đắng. Hậu cam cam, sau đó thì ngọt mãi. Vậy thì vị đắng là một vị đặc trưng mà nó thể hiện cái tính chất và cái chất hoạt chất ở trong cái tam thất đó. Trên khi ta chế biến, ta chỉ gọi là làm giảm đi chút xíu nào đó chứ không phải là mất được. Nếu mất thì mất hoạt chất. Cho nên là cái mà tôi nghĩ rằng chúng ta đắng, ta phải làm quen. Và ta uống liều nhỏ, sau đó quen và tăng dần lên. Chứ không nên làm mất chất đắng đó.
Vâng ạ, ông bà ta cũng có câu là thuốc đắng giã tật mà đúng Dạ, không ạ? Vâng, nhiều người nói là tam thất thì được trồng ở Việt Nam và đang phát triển rất là tốt, giá lại rất là rẻ, thì cái điều này có đúng hay không ạ? dạ vâng. Đấy, cái đấy là một cái câu hỏi mà chúng tôi làm nghề luôn luôn trăn trở. Dạ. Bởi vì chúng ta rất nhiều người chúng ta, người dân ta khi đi vào những vòng nhất là cái dịp mùa xuân này, đi lễ hội thì vào vùng nào đó và được mua những cái gọi là tam thất. Dạ. Và khi mang về chúng tôi xem không phải tam thất Bắc mà là gọi là tam thất Nam. Dạ. Bản chất hai cây có khác nhau chỗ nào? Thưa rằng tam thất đúng từ của nó thì đây là tam thất Bắc mà họ hàng gần với nhân sâm. Dạ. Còn tam thất Nam của chúng ta thì là một cây hoàn toàn khác, và cây tam thất Nam nó rất nhiều loại tam thất Nam. Dạ. Trong đó có một cây tam thất Nam gọi là cùng họ hàng gần với cây gừng. Dạ. Và tác dụng thì giống cây gừng. Có nghĩa là nếu ta dùng nó thì có thể là kích thích tiêu hóa theo kiểu gừng. Nhưng mà kèm theo dùng nếu có dài ở những người đang sốt huyết gây tăng chảy máu. Vâng. Trong khi đó tam thất Bắc, tác dụng rất quan trọng của tam thất Bắc là cầm máu, tức là hai tác dụng hoàn toàn ngược nhau. Vâng. Trên tam thận trọng là rất hay. Chưa nói tam thất gừng, còn thổ tam thất là một cây cũng khác nữa. Vâng. Và rất nhiều loại tam thất Nam khác. Vậy thì chúng tôi cho rằng là với câu hỏi chúng tôi xin là cảnh báo và có một lời khuyên chúng ta gì, khi ta mua ta phải nói đúng tam thất nào là tam thất đó. Ví dụ chúng tôi mua tam thất Bắc tức là một cây họ hàng gần nhân sâm, và nếu mua tam thất Nam thì loại nào cho chính xác để sử dụng một cách hợp lý. Vâng. Tránh nhầm lẫn nhiều khi có nguy cơ mà ta không lường trước được. Vâng, điều này rất là chuyên môn và rất là khó với người tiêu dùng. Vậy thì phó giáo sư có lời khuyên nào cho người tiêu dùng khi mà lựa chọn tam thất hay không ạ? Vâng, vâng. Cái thứ nhất, nếu ta chưa quen thì ta phải đến những cái địa chỉ rất tin cậy để mua. Những cửa hàng rất lớn người ta, của những công ty dược rất lớn, của những phòng mạch lớn và những thầy thuốc tin cậy. Những người đó khi người ta làm lớn, người ta vì nhân loại, vì chữ tâm thì người ta không được. Thế còn nếu ta mua ngoài đường, ngoài chợ thì không cẩn thận là rất nguy hiểm. Một số bài thuốc trị bệnh từ tam thất. 1. Chữa thống kinh, đau bụng trước kỳ kinh, ngày uống 5g bột tam thất, uống một lần, chiêu với cháo loãng hoặc nước ấm. 2. Phòng và chữa đau thắt ngực, ngày uống 3-6g bột tam thất, một lần, chiêu với nước ấm. 3. Chữa thấp tim, ngày uống 3g bột tam thất, chia 3 lần, cách nhau 6-8 giờ, chiêu với nước ấm, dùng trong 30 ngày. 4. Chữa các vết bầm tím do ứ máu, kể cả ứ máu trong mắt, ngày uống 3 lần bột tam thất, mỗi lần từ 2-3g, cách nhau từ 6-8 giờ, chiêu với nước ấm. 5. Chữa đau thắt lưng, bột tam thất và bột hồng nhân sâm lượng bằng nhau trộn đều, ngày uống 4g, chia 2 lần, cách nhau 12 giờ, chiêu với nước ấm. Thuốc cũng có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho người suy nhược thần kinh, phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy. Xin được cảm ơn phó giáo sư. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là qua chương trình này thì quý vị và các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về tam thất, đặc biệt là sự khác nhau giữa tam thất Bắc và tam thất Nam. Và mọi thắc mắc của quý vị và các bạn, xin quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư tư vấn sức khỏe mỗi ngày a@vtc.vn. Chúng tôi sẽ cùng với các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ có chuyên môn giỏi để có thể trợ giúp quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chuyên mục xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này ngày mai.